Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kim Phúc Tiến. Và hôm nay thì Vân muốn giới thiệu đến mọi người mẫu bình nóng lạnh đến từ thương hiệu Electrolux. Và sản phẩm này thì có mã số đó là EQA LF01TXWV. Thì các bạn có thể thấy thì bình nóng lạnh này có cái vẻ ngoài rất là sang trọng và tinh tế, sẽ phù hợp cho không gian nhà cũng như là với những không gian văn phòng. Thì vò nước sẽ gồm có 3 chức năng, đó là nóng, ấm và lạnh. Đây các bạn cũng có thể nhìn khi mà nhìn qua cái icon này, nóng, ấm và lạnh. Đây các bạn có thể thấy thì giờ chúng ta sẽ dễ dàng sử dụng hơn. Và ở đây thì sẽ có cái công tắc nguồn cũng như là những cái nút điều khiển. Đây các bạn chỉ cần ấn tương ứng như trên này là được. Thì bình chứa sẽ được làm bằng inox 304 không rỉ, chính vì vậy khi sử dụng cũng sẽ đảm bảo cái nguồn nước an toàn hơn cho chúng ta. Công nghệ làm lạnh block và khóa trẻ em cho vòi nước nóng. Thì bạn có thể nhìn thấy trên này thì sẽ có một cái khóa. Cái khóa này là dành riêng cho vòi nước nóng thôi, để mà đảm bảo cái hiện tượng là trẻ nhiều khi tinh nghịch và sẽ bị bỏng khi mà chúng ta sử dụng vòi này. Thì hơn nữa thì sản phẩm sẽ còn có thêm một ngăn mát tiện lợi hơn để mà chúng ta có thể dễ dàng sử dụng. Thì để có thể biết thêm những thông tin chi tiết và sản phẩm này, các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt.